It's me, Kenny Jitang. Dù đi xa trăm hướng, dù đợi trôi dạt ngàn phương, con cũng sẽ về với ba với mẹ, về với Quảng Ngãi ngàn thương. Hỡi người con gái hậu phương vững chắc, cùng anh trò chuyện bao đêm, chờ ngày anh về cùng ba cùng mẹ anh sang thư chuyện nha.